Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 191, Lo nghĩ. Lúc đi qua đầu phố, xe ngựa hơi sóc này, Quế Nhi vội vàng đỏ Châu Lang Huyên, nãi nãi cẩn thận một chút. Châu Lang Huyên nhìn dèm thiêu trong xe mà hoa cả mắt. Quê Nhi rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng, Nô Tỷ cảm thấy nãi nãi tốt với Quận Vương Phi quá mức, so ra Quận Vương Phi đâu được như vậy với nãi nãi. Châu Lang Huyên không cho là đúng, Quận Vương Phi có đồ vật gì mới lạ, đều đưa sang cho ta một phần, tỷ muội ruột thịt cũng chỉ tới mức đó thôi. Quế Nhi vẫn không phục, nhưng chẳng phải đều là ngoài mặt cho ra vẻ thôi hay sao? Có mấy lời Quận Vương Phi đâu chịu nói ra với nãi nãi? Tam tiểu thư cũng lấp lấp liếm liếm, uống cho chân tình của nãi nãi dành cho bọn họ. Về chuyện của nhân gia, Lâm Di quả thật có che giấu, quận vương phi hẳn có lý do của mình, nàng ấy cũng biết ta không so đo những chuyện này. Nàng quan tâm Lâm Di, chỉ cần Lâm Di không sao thì nàng yên tâm rồi, suy diễn nhiều làm gì. Quế Nhi hơi cúi đầu, nãi nãi tốt tính quá, là người khác thì chắc chắn không được như vậy rồi. Châu Lang Huyên mở chiếc hộp trong tay ra, nhìn khuy áo được thắt khéo léo bên trong. Từ khi Khang quận vương mặc áo choàng mới mấy lần ra ngoài, trong kinh tiền thịnh hành kiểu khuy áo đính ngọc này. Khuy ấy nàng làm nhìn qua cũng đẹp, nhưng nói cho cùng vẫn không tinh tế bằng của Lâm Di. Lâm Di đã luôn to ngũ sắc vào dây thắt để tết thành một con khổng tước huyền truyền, dưới nắng sẽ lấp lánh, lộng lẫy vô cùng. Chỉ thêm một sợi tơ mà khác biệt nhiều đến vậy hiện giờ mới chỉ vào thu nhưng lâm di đã cho người đi chọn mua lông trồn tía và cáo trắng về để làm mũ trong khi đó nàng chưa làm xong cả áo khoác mùa thu cho tề trọng hiên nghĩ tới đây châu lang huyên chán nản đóng nắp hộp lại gần đây không biết nàng làm sao nữa cứ vô tình so sánh bản thân với lâm di so sánh xong lại thấy cái gì mình cũng không bằng lâm di tề tam tiểu thư vẫn thẳng thắn cởi mở như xưa còn chậu lang huyên mặt mày trông tươi tỉnh nhưng không che giấu được tâm sự. Hẳn là vì tề trọng hiên. Lâm Di bảo quất hồng đưa mất lê vừa làm xong sang chủ Quảng Bình Hầu cho lão thái thay nhánh cả. Quất hồng hỏi, còn một lọ dư ra thì sao ạ? À? Rõ ràng dư một lọ mà khi tề tam tiểu thư đòi, quận Vương Phi lại nói không có dư để cho. Lúc ấy nàng đã thấy lạ, xong cũng cho rằng quận Vương Phi cần dùng vào chỗ khác. Lâm Di nâng chén trà lên uống, đáp mà không ngừng đầu lên, cử cất một bên phòng hờ, ai thấy khó chịu cũng có cái mà dùng. Tể tam tiểu thư đòi xin là để cho ca ca mình, châu lặng huyên lại có ý tự tay làm cho tề trọng hiên, việc gì nàng lại làm gậy thọc bánh xe cơ chứ? Chưa kể, lần này lúc nhìn nàng và tề tam tiểu thư nói chuyện, ánh mắt của châu Lạng huyên cứ là là. Nếu như là vì nàng và tề ra quá thân thiết, Vậy nàng cũng không ngại giữ khoảng cách để Châu Lang huyện yên lòng. Lâm Di thoáng thất thần. Quất Hồng vừa vén rèm lên, đúng lúc nhìn thấy Chu Thập Cửu đang đi vào, thể là vội vàng đứng sang một bên, kính cẩn hành lễ. Lâm Di buông đồ trong tay xuống, đứng dậy đón Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu cười hỏi, "Trong viện đang làm gì thế?" Lâm Di ngẩng đầu lên đáp, "Ta cho người nhóm lò bùn." nướng thịt rừng quận vương gia mang về từ chuyển đi săn mùa thu vừa rồi tề tam tiểu thư và châu lạng huyên cũng thấy tò mò nàng đã đồng ý với tề tam tiểu thư là có dịp sẽ mời họ đến nướng thịt ăn cùng ăn lần cuối cùng nàng lấy bùn nặn lò nhóm lửa là lúc vẫn còn ở phúc ninh nàng và ca ca nhờ quản sự trong phủ làm hộ giờ nhìn món đồ quen thuộc dần thành hình nàng cảm thấy thân thương vô cùng lâm di và buồng trong giúp chu thập Cửu thay đổi y phục Chu thập cửu xoay người áp chán mình lên chán lâm di. Bốn mắt giao nhau, hàng mi dài thiệt khí quét qua và hơi thở ấm áp của chu thập cửu phả lên mặt nàng, ngựa ngứa. Đúng là xem nàng như trẻ con mà, cần nào về cũng dùng kiểu này đo thân nhiệt cho nàng. Hết sốt rồi à, lâm di cúi đầu nói, sáng sớm dậy đã thấy khỏe hơn nhiều. Ngày nào chu thập cửu cũng tới thăm nàng trước khi vào chiều. Chu thập cửu mim cười, dường như đang chờ nàng nói tiếp. Lâm Di Lý nhí bảo, ta đã sai người chuyển chăn gối của quận vương gia vào phòng lại. Nếu nàng đã khỏi bệnh, đương nhiên không thể để Chu Thập Cừu chạy tới chạy lui giữa nhà chính và thư phòng nữa. Chu Thập Cừu nhìn Lâm Di, nụ cười mỉm luôn ngự trị trên mặt bỗng biến mất. Chàng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ra Nguyễn Nguyên nóng lòng muốn báo cho ta biết chuyện này. Thầm ý trong mắt đối phương khiến mặt Lâm Di nóng bừng, chu thập cửu rõ ràng cố tình đào sẵn bẫy chỉ chờ nàng nhảy xuống nữa thôi lâm di ngẩng đầu lên nhướng mày nói nếu quận vương gia cảm thấy ngủ thư phòng thoải mái hơn ta sẽ bảo nha hoàn chuyển chăn gối sang đó lại cũng được đôi mắt sâu và trong trèo của chu thập cửu như thoáng lóe lên chàng không do dự mà nắm tay lâm di giường ở thư phòng nhỏ tiện ủ ấm cho nhau hơn ta cũng khỏi phải thường xuyên kéo nguyễn nguyên từ mé giường lại giường ở nhà chính rất rộng, nên thỉnh thoảng sau khi Chu Thập Cửu ngủ rồi, Lâm Di sẽ lách ra khỏi vòng tay của Chu Thập Cửu, nằm nhích ra mép giường ngủ. Ban đêm sau khi dùng bữa, Chu Thập Cửu lên giường nằm đọc sách, Lâm Di thu xếp việc bếp núc xong cũng rửa mặt rồi đi nằm nghỉ. Chu Thập Cửu buông sách ra, cười nhìn nàng. Nguyễn Nguyên cho thêm hoa quế trong vạt áo có đúng không? Mấy ngày trước nàng bệnh, mũi nghẹt cứng, nhét thêm hoa quế vào tay áo cũng chẳng ngửi thấy gì. Sau khi khỏi bệnh mùi hoa mới rõ ràng hơn, nàng bỗng thấy thích mùi hương này, vì vậy hôm nay bảo nha đầu nhặt một ít hong khô để chuẩn bị may túi hương. Sự hiện diện của hương hoa quế trong phòng cũng không phải chỉ mới đây, nhưng Chu thập Cửu đợi nàng khỏi bệnh mới lên tiếng hỏi. Khiến nàng bất giác nhớ ra, mấy ngày nay Chu thập Cửu luôn nhân nhượng, nghe theo sự sắp xếp của nàng. Ban đêm ngoan ngoãn đến thư phòng ngủ. Cùng mama nói, Chu Thập Cửu sợ mình dậy sớm sẽ quấy dày nàng nghi ngơi. Đi sớm về trễ, mặc dù không nói chuyện với nàng nhiều, nhưng ngày nào cũng phải vào phòng thăm nàng hai lần. Lâm Di ngước mắt nhìn Chu Thập Cửu, trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm thường ngày, ánh mắt vẫn trong trẻo như trước, cứ như chỉ cần nhìn thẳng vào là có thể chạm đến suy nghĩ tận đáy lòng nhưng dẫu có chạm được thì cũng sẽ hoài nghi những gì mình thấy đều là giả thôi. Chu thập cửu dịu dàng nói, Nguyễn Nguyên, cho ta xem nàng nhét hoa quế ở đâu nào. Nơi đáy mắt chàng là sự nồng nàn không thể che giấu. Bàn tay với các món thon dài của đối phương tiến lại gần, tim lâm di đập như trống trầu, cuối cùng cánh tay kia chỉ dừng ở hông nàng. Chu thập cửu kéo nàng ôm vào lòng, nhạc phụ đang sốt ruột lắm, ngày mai em hãy trở về bên đó một chuyến để ông ấy yên tâm mấy ngày nay bên ngoài ầm y đủ loại lời đồn về nhân gia và về nàng cha nhất định rất lo lắng sắp tới tết trung nguyên rồi trong nhà cũng bận ngày nào quận vương gia cũng gặp cha mà quận vương gia cứ nói với ông ấy một tiếng dặn bên đó đừng lo lắng qua tết trung nguyên ta sẽ trở về đây là lần đầu tiên lâm di nhờ chàng nhắn tin cho nhà mẹ chu thập cửu ngạc nhiên cùi xuống nhìn lâm di lâm di thật sự rất nỗ lực thích ứng với vai trò khang quận vương phi này không những thích ứng mà còn muốn làm cho tốt bởi vì nàng đã gả cho chàng không còn con đường nào khác nữa tính nàng lại vốn cứng cỏi cho nên dù cuộc sống hiện tại khác rất xa những gì mình mong muốn nàng cũng không muốn sống trong ngột ngạt vì vậy quả quyết thay đổi bản thân chu thập cửu nghiêng đầu nhìn lâm di nhoẻn miệng cười ừm chớp mắt tết trung nguyên đã cận kề nhà nhà đều răng đèn màu nhị thái thái quách thị đến phủ khang quận vương từ rất sớm để giúp lâm di chọn đèn năm nay rất náo nhiệt tất cả mọi người đều đang bản tính nên đến bắc hải xem thả hoa đăng hay đến miếu hoàng thành xem đưa pháp thuyền pháp thuyền cách gọi con thuyền đưa chúng sinh thoát khổ trong đạo phật tới bắc hải xem thả hoa đăng thì phải chờ thái hậu hoàng hậu và các nương nương rời khỏi y lan đường mới tới phiên mình cho nên đa phần tôn thất và huân quý chọn đến miếu Hoàng Thành đưa pháp thuyền, cầu bình an cho gia đình. "Thôi đi Bắc Hải đi." Trần Thị tươi cười bước vào, "Năm nào cũng đi đưa pháp thuyền hết, năm nay hội đèn lồng Bắc Hải là do Hoàng hậu nương nương chủ trì đấy, chắc chắn rực rỡ hơn hẳn những năm trước, không đi ngắm qua thì thật đáng tiếc." Dứt lời thì nhìn Chu lão phu nhân đang ngồi trên giường La Hán, mẫu thân nói xem có đúng không? Chu lão phu nhân thấp giọng cười hiền từ, nhóm trẻ mấy con ra ngoài chơi, thích đi đâu thì đi đó, hỏi ta làm gì. Trần Thị như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, năm nay con sẽ không ra ngoài, ở nhà xem pháo hoa với mẫu thân, để mẫu thân ở nhà một mình buồn lắm. Chu lão phu nhân cười khoát tay, ở nhà ta càng thấy phiền, thôi ra ngoài chơi đi, để ta được yên tĩnh. Mẫu thân, Trần Thị không biết nói gì cho phải. Chu lão phu nhân cười nói thêm, mặc dù là lễ báo hiếu, nhưng mấy đứa cũng không cần ở trói chân trong nhà làm gì trong kinh có lệ đi ngắm hoa đăng dạo hội hoa xuân vào ngày lễ trung nguyên mà lúc còn trẻ ta cũng ra ngoài chơi đấy thôi cháu thì không đi được lâm di nói cháu phải ở nhà lo chuyện bắn pháo hoa như vậy sao được Trần thị hạ giọng tỏ ra cực kỳ sợ hãi quận vương phi không đi thì sao bọn ta dám ra ngoài chứ mọi người bật cười trước điệu bộ sợ sệt của chân thị cùng ma ma bước vào hành lễ với chu lão phu nhân lâm di Trân thị và quách thị rồi báo trong cung cử nội thị đưa thẻ bài và công văn đến là lâm di mở công văn ra đọc sau đó nhìn chu lão phu nhân nói thái hậu và hoàng hậu nương nương mở yên ở y lan đường chu lão phu nhân gật đầu mấy đứa khỏi phải đắn đo suy nghĩ xem nên đi ngắm thả hoa đăng hay đi xem đưa pháp thuyền nữa rồi mấy năm qua hoàng hậu nương nương không quản quá nhiều những dịp thế này mỗi lần Tết Trung Nguyên cũng chỉ làm cho có lệ rồi thôi. Năm nay Hoàng hậu có tinh thần hơn, mừng Tết Trung Nguyên cũng này nọ hơn hẳn. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi không khí Tết, chân thị non rất phấn khởi, không biết đua thuyền năm nay ai sẽ về nhất nhỉ. Nghe nói Hoàng thượng chuẩn bị đài sen vàng to bằng cái đình làm phần thưởng đấy, do phiên quốc công tặng. Đài sen vàng to bằng cái đình. Ví hơn như vậy thành ra không thực tế chút nào chu lão phu nhân cười nhìn chân thị Trần thị vẫn tinh bơ nói tiếp thật đấy ạ à? con không bị đặt đâu cảnh nhân cũng bắt đầu rộn ràng trở lại tâm trạng của hoàng thượng cũng tốt hơn những năm trước nhiều thậm chí còn đích thân dặn dò phủ nội vụ năm nay phải chuẩn bị tết trung nguyên cho tử tế trần thị tiếc nhìn lâm di nếu có kẻ nào làm hỏng bầu không khí của tết trung nguyên kẻ đó chắc chắn sẽ xong đời trong lúc mọi người bận rộn chuẩn bị Chu Thập Cửu cũng bận túi bụi, mãi đến tờ mờ sáng hôm Tết Trung Nguyên mới về đến nhà. Đúng ngay Cúc Lâm đi vừa định rời giường, chàng kéo nàng tải, nhẹ giọng nói, nằm với ta thêm chốc nữa, một canh giờ sau ta lại phải đi rồi. chương 192, gặp ngỡ. Tết Trung Nguyên luôn là ngày lễ quan trọng với Hoàng Thất, hôm ấy trên hồ Thái Dịch sẽ được thả mấy nghìn ngọn hoa đang trôi lưỡng lờ theo dòng nước, nhạc phạn làm nền cho tiếng tụng khi ngồi thiền, các con thuyền dập dìu trên sóng chở đông đảo văn võ bá quan và mệnh phụ ngâm hoa đăng. Lâm Di giúp Chu Thập Cửu thay y phục, đeo đai lưng thêu tuồng luồng vàng vườn hoa sen rồi nhìn chàng ung dung rời phù. Sau đó nàng bảo Quất Hồng chuẩn bị xe ngựa chờ mình đến tôn thất doanh. Vào hôm Tết Trung Nguyên, hậu bối phải đi bái kiến trưởng bối, tặng hoa đăng và nói mấy lời chúc mừng. Trong tôn thất doanh, tín thân vương có bối phận cao nhất, nên tất cả đều tụ tập tại đó vào những dịp lễ quan trọng. Xe ngựa dừng lại trước phủ tín thân vương, Lâm Di để quất hồng đỡ mình xuống xe. Khi đến cửa Thủy Hoa thì đúng lúc gặp Hiền Quận Vương vừa Pi cũng vừa đến. Nhìn thấy Lâm Di, Hiền Quận Vương Phi tươi cười đi tới. Mới nãy ta còn nhủ bụng sắp được gặp muội rồi. Ai ngờ vừa xuống xe liền nhìn thấy hạ nhận nhà muội. Sớm biết muội thiêng như vậy, ta đã nhắc nhiều hơn mấy câu. Lâm Di nhoẻn miệng cười, tại mấy ngày nay ta bị bệnh, không thì đã mời quận Vương Phi tới phủ chơi rồi. Hiến quận Vương Phi trách cử lườm Lâm Di, người không khỏe sao không nói, muội cũng biết trước giờ ta hiếm khi ra ngoài, nên không thạo mấy tin thể này mà. Phù thề hiền quận Vương thuộc dạng ở ẩn, rất ít lộ diện ở các dịp yến tiệc. Hiền quận Vương thích chiêu mộ hiền sĩ viết sách, còn hiến quận Vương Phi say mê nuôi trồng hoa cỏ sở thích hàng ngày là chế nước thơm và hương liệu, mở một cửa hàng hương liệu trong kinh, buôn bán cũng khá đắt. Lâm Di cười nói, đâu phải bệnh gì nặng, nên ta không muốn kinh động tới tỷ tỷ. Hiến quận Vương Phi vui vẻ kéo tay Lâm Di, mắt hấp hái nói, ta cũng biết muội đang rất bận. Chuyện của nhân gia đã truyền khắp kinh thành, phần đông đều đang chờ dịp để chế diễu thôi. Tết Trung Nguyên năm nay, không biết có bao nhiêu người đang chờ khang quận vương phi đến bái kiến trưởng bối ở tôn thất danh nữa. Nhìn ánh mắt của hiền quận vương, lâm di chỉ khẽ gật đầu, tươi cười cùng nàng ấy tiến vào phủ tín thân vương. Nàng đã sớm biết hôm Tết Trung Nguyên sẽ gặp phải cái gì, bây giờ sợ hãi cũng chẳng ít gì, cho nên cứ thản nhiên đón đầu đi vậy. Trong phủ tin thân vương treo đầy hoa đăng đủ hình đủ dạng, tôn thất tụ tập cười đùa, bầu không khí khác lạ hơn bình thường. Khang quận Vương Phi đến kìa, mọi người tiến lên chào hỏi lẫn nhau. Lâm Di từ tốn đi tới, có thể cảm giác được ngoài hướng về phía mình, ánh mắt tất cả còn tập trung về một phía trong xanh. Nghe nói vợ Nguyên Kỳ đã tới rồi, hiến quận Vương Phi nhỏ giọng nói, chắc muội thấy khó hiểu, vợ của Nguyên Kỳ là người từng hòa, y. Chu Nguyệt Kỳ chính là tiểu thập ngũ nhà thật thúc vụ mà nhị thái thái quách thị từng nhắc tới. Vì vậy dịp Tết Trung Nguyên năm nay, không chỉ riêng nàng thu hút ánh mắt người khác mà còn cả nàng dâu mới tưởng thị của chu nguyên kỳ nữa trong dòng họ danh tiếng của chu nguyên kỳ khá tốt là một người con có hiếu hiền lành lương thiện chu nguyệt kỳ vốn đã được cha mẹ đứng ra cưới con gái mục gia ai ngờ sau khi thành thân vị này lại đổi tính một cách chóng mặt đầu tiên là cãi lời cha mẹ kế tiếp là đánh chửi chính thế ngoài ra còn đàn đúng với bạn thiếu gia chơi bời rượu chè cá cược gái gú đủ cả. Mục gia xuất thân võ tướng, nên tính cách con gái nhà họ cũng thuộc dạng cương liệt, hai vợ chồng không gặp mặt thì thôi, chứ hễ gặp là ẩm ý đến mức một sống một còn. Trưởng bối hai nhà không còn cách nào khác, đành thương lượng cho họ ly hôn. Hiến quận Vương Phi nhỏ giọng kể tiếp, Mục Thị cũng có danh hiền lương, bằng không đã chẳng được hỏi cưới cho tôn thất, có lẽ là thật sự như bên ngoài đồn hai người không hợp tính nên mới vậy rốt cuộc là vì sao thì chỉ có chu nguyên kỳ và mục thị biết được tôn thất muốn ly hôn không giản như bách tính bình dân thật thúc phụ không muốn bị mất mặt mục gia cũng không chịu đón nữ nhi về cứ thể chuyện này kéo dài hơn một năm cuối cùng hai nhà mới thỏa thuận xong nhà họ mục tiếp nhận lại của hồi môn con gái chu nguyên kỳ cũng giữ thể diện cho mục gia mục thị không tính là bị bỏ về sau mục thị gả cho một vị biểu huynh có gia cảnh không tốt lắm thành thần chưa được một năm thì hoài thai sang năm sinh ra một cậu nhóc bụ bẫm biểu huynh của mục thị cũng thi đậu cử nhân mục gia vốn định khăng khăng bỏ mặc mục thị nhưng sau khi gặp cháu trai mục đại nhân vẫn mềm lòng xuôi theo giờ đang chạy trọt khắp nơi để tranh thủ cho con gì một chức huyện lệnh so với mục thị thì chu nguyên kỳ lận đận hơn không biết chu nguyên kỳ quen biết tường thị từ bao giờ tưởng thị đã gả vào nhà người ta rồi lại trở về nhà. Lúc biết chuyện cả tưởng gia và chu gia vừa căng thẳng vừa xấu hổ, tưởng thị ngã bệnh liệt giường, suýt nữa đã chết trong khuê phòng, chu Nguyên Kỳ cũng bị phụ thân đánh cho một trận thê thảm, dưỡng thương gần nửa năm trời mới có thể xuống giường đi lại. Nhưng tất cả những điều đó đều không ăn được, chu Nguyên Kỳ vẫn cưới tưởng thị về nhà. Nếu không vì tưởng thị có người cha thương con gái, chu gia lại nhất thời mềm lòng, cuộc hôn nhân này đã chẳng bao giờ có cuộc thành hiện thực. mặc dù những điều này đều là tin đồn lan truyền bên ngoài, song bây giờ xem ra cũng đúng gần hết. sau khi lấy tường thị về, chu nguyên kỳ lập tức từ bỏ những đam mê xấu lúc trước. mấy năm nay còn chăm học võ công, chắc là muốn mưu một chức quan trong triều. đều là cưới vợ gà chồng, nhưng thay đổi người thì sẽ dẫn đến kết quả khác. lâm di không tò mò dò xét tường thị như những người khác. Chi thản nhiên chào hỏi tướng thị rồi từ tồn ngồi xuống vị trí của mình. Tín thân Vương Phi giữ gìn rất tốt, tuy tóc đã hoa dâm nhưng da rẻ vẫn rất hồng hào, từng cử chỉ hành động đều toát ra sự quý phái. Bà Hiền từ nhìn Lâm Di, Khang quận Vương Phi gầy đi đây. Tội nghiệp Khang quận Vương Phi thật, con trẻ như vậy mà phải trông nom cả phủ quận Vương, đương nhiên sẽ lao lực rồi. Nụ cười của kính quận Vương Phi rõ ràng mang theo ẩn ý. Tất cả người có mặt đều rõ, không thể rõ hơn ý trong câu này là gì. Nếu nàng quản lý phủ tốt, tin về nhân gia đã chẳng lan truyền khắp kinh thành như vậy. Lâm Di mỉm cười nâng chén trà trên bàn thấp lên uống, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt mong chờ của Kính Quận Vương phi, không nói một chữ. Tổng thị ngồi đối diện bông hoàn thời Lâm Di không nói lời nào, Kính Quận Vương phi tất nhiên không biết làm sao nói tiếp, lát sau đành ngượng ngùng cầm chén trà lên uống người ở đây đều biết chuyện ca ca kính quận vương muốn mua lại đất đai. Nếu không có vụ án giữa Cát Gia và Chu Vĩnh Sương lúc trước, bọn họ đã thu hồi số đất kia dễ như chờ bàn tay. Vì vậy thế nào kính quận vương cũng sẽ chút giận lên đầu Trần Gia, và người đứng mũi chịu xào chính là Khang quận vương phi Trần Thị. Trần Thị thản nhiên ứng đối, Nom còn ung dung hơn cả mấy vị phu nhân nóng lòng chế diễu nàng cạnh đó dáng vẻ này của nàng đương nhiên sẽ khiến kính quận vương phi điên tiết hơn trong trường hợp thế này ai sợ hãi sẽ chính là kẻ thất lễ trước bên ngoài có hạ nhân vào báo phu nhân trần quốc công tới ạ à? trần quốc công không có phong hào nên lâm di phải quay đầu nhìn mới biết được là mấy người nhà phía chu nguyên quảng và lâm nguyên lâm nguyên được hạ nhân đỡ và sảnh hành lễ với trưởng bối tín thân vương phi vội nói cháu là phụ nữ có thai, mau dậy đi, đứa bé trong bụng mới quan trọng. Kinh quận Vương Phi góp lời, người ta hay nói tân nương tử ba năm nhất định có tin vui. Nàng dâu của Nguyễn Quảng mới gả vào chưa được bao lâu đã sinh con đẻ cái cho Chu thị chúng ta, bây giờ vợ Nguyễn Quý cũng có mang rồi, thật sự là song hy lâm môn. Thảo nào người đời thường nói, cưới được dâu tốt là gia đình sẽ yên bình. Nói tới đây, bà ta nhìn về phía phu nhân Trần Quốc Công phu nhân có phúc thật. Mọi người nhìn bụng Lâm Huyền, sau đó không nhịn được rời tầm mắt sang một nàng dâu mới khác trong sành. Lâm Huyền và Lâm Di đều con gái trần gia, vậy mà lại quá khác biệt. Lâm Huyền hiền lành, quản được cả bụng của Quách Thị, trái ngược hoàn toàn với Lâm Di. Không rõ vì sao, Lâm Di bỗng thấy vô cùng buồn cười, vì vậy nàng cúi đầu, vờ như đang thẹn thùng. Kính quận Vương Phi đưa khăn tay che miệng, cười nói khang quận vương phi cũng đừng nóng vội nếu tập trung điều trị thân thể cho thật tốt thế nào cũng nhanh có tin vui thôi ý trong lời biết khôn thì dồn tinh lực lo chính sự sang lo cho bụng mình đi trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh chỉ nghe được tiếng cười của kính quận vương phi trưởng bối chu gia đều đang uống trà chẳng ai góp lời lầm gì biết bọn họ chỉ đang chờ nàng phạm lỗi thôi chỉ cần có thời cơ phù hợp bọn họ sẽ trách nàng nhúng tay vào chính sự trong khi chưa quản lý việc nhà ồn thỏa. Chẳng những xích mích với gia đình thẩm nương mà còn bất hòa với tỷ muội nhà mình là Lâm Nguyên. Lâm gì nghĩ tới đây, tưởng thị ngồi đối diện nàng bất ngờ mở miệng, khang quận Vương Phi là người nhỏ tuổi nhất trong chúng ta, muội ấy thành thân chưa được nửa năm mà, thời điểm tốt vẫn chưa tới đâu. Kính quận Vương Phi chỉ có một đứa con trai sức khỏe suy nhược, giờ còn đang dựa vào thuốc của tăng sư người hồ để mong có con lúc xế chiều nên câu này của tường thị cử như mũi kim đâm vào tim kính quận vương phi bầu không khí trong sảnh lạnh hẳn đi lâm di cười nói cũng sắp đến giờ rồi chúng ta đi ngắm hoa đăng đi tôi còn phải đến y lan đường bấy giờ mọi người mới lục tục ra ngoài mọi người kéo nhau đến viện của trưởng bối hiền quận vương phi lâm di và tưởng thị đi sau cuối Tưởng thị có vóc người khá đầy đặn, hôm nay nàng ấy mặc váy áo màu xanh nhạt rất xinh đẹp, cổ tay đeo vòng vàng chạm trổ hoa văn giống ruột, mỗi lần dơ tay là sẽ lộ ra làn da trắng như tuyết, nom khá quý phái. Ánh mắt của Lâm Di và tưởng thị giao nhau, dường như cả hai đều có thể nhìn thấy vẻ thân thiện trong mắt đối phương. Tưởng thị cầm lấy hầu bao trong tay nha hoàn bên cạnh đưa cho Lâm Di, ta vốn định đi gặp Khang quận Vương Phi từ sớm, nhưng nghe nói khang quận vương phi bệnh nên mới rời lại. Lâm Di đón lấy hầu bao, hoa văn thiêu trên hầu bao vô cùng khéo léo xinh đẹp. Tưởng thị nói, nghe nói quận vương phi rất giỏi nữ công, tay ta vụng về, hy vọng quận vương phi chớ ghét bỏ. Lâm Di cười nói, nào có, ta cũng chỉ học được một chiêu thiêu hai mặt thôi, nếu so sánh thiêu kiểu này, tính ra ta chẳng so được với tỷ. Chu đại thái thái chân thị đến muộn nên cũng đi phía sau, Nhìn Lâm Di và Tưởng Thị cười nói với nhau, Thị cười khẩy, kịch hay vẫn còn ở đằng sau mà. Đã đến giờ, mọi người lần lượt lên xe ngựa đến y lan đường. Lâm Di nhìn ngắm cái hầu bao Tưởng Thị tặng mình, từ chuyện này có thể thấy được Tưởng Thị là một tiểu thư khuê các có tri thức và hiểu lễ nghĩa, thảo nào Chu Nguyên Kỳ lại khăng khăng muốn cưới nàng ấy. Tưởng Thị và Chu Nguyên Kỳ có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không hề dễ. Xe ngựa nhanh chóng chạy đến Bắc Hải, mọi người đổi sang ngồi kiệu nhẹ, đến dưới đài lại xuống kiệu đi bộ lên y lan đường. Nội thị dẫn đường cho nhóm mệnh phụ ngồi xuống, mọi người sầm xì nói chuyện riêng được một lát thì nội thị bỗng hô, "Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương giá lâm." Kiệu nhẹ do người khiêng, dùng trong khu vực hoàng cung hay trong phủ rộng lớn. Tất cả vội vàng đứng dậy kính cẩn hành lễ. Thái hậu mỉm cười cho mọi người bình thân. Lâm Di ngước lên nhìn Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương quả nhiên nhuận sắc hơn rất nhiều, từng cử chỉ từng hành động đều xứng với cương vị mẫu nghi một nước, quý phái ung dung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 193, Kinh Tâm. Nhóm nữ quyến tổn thất tung hô chúc mừng, các nghi thức phức tạp lần lượt được hoàn tất, nội thị bắt đầu bày tiệc lên, bên ngoài y lan đường cũng nở rộ pháo hoa. Cung nhân nâng đèn hiền vũ, ngoài ra còn có vũ nương mặc y phục phiên quốc đứng trên hoa đăng mô phỏng hình hoa sen nhảy múa theo tiếng nhạc. Hiền quận Vương Phi nói, sau khi Hoàng hậu nương nương ngã bệnh, trong cung rất hiếm tổ chức ca múa, ngay cả trong cung yến cũng không gặp được nhiều vũ nương vậy đâu. Lâm Di cười nói, Hoàng hậu nương nương khỏe lại, Hoàng thượng cũng vui theo. Đương nhiên, hiến quận Vương Phi hạ giọng thấp hơn, Hoàng hậu nương nương là người duy nhất tiến cung bằng cổng chính đấy. Lúc nương nương bệnh nặng nhất, Hoàng thượng đã từng nói, đời này chỉ lập một mình nương nương làm hậu. Bất luận là vì ái náy hay bởi chân tình, tóm lại Hoàng đế cũng đã cho Hoàng hậu một lời hứa. Hoàng hậu nương nương cài châm phượng, đôi phượng buông rũ ở hai bên tóc mai, khuôn mặt như phát sáng. Huệ nương nương mặc váy áo màu hồng sẫm, rực rỡ như đóa tưởng vi chớm nở. Hoàng hậu nương nương đoan trang và huệ phi nương nương yêu kiều phu thê hoàng đế bất hòa nhiều năm như vậy, chẳng rõ hoàng đế có thể nhớ tới sự dịu dàng xinh đẹp của hoàng hậu lúc trước không nữa. Lâm Di đang trò chuyện với hiến quận Vương Phi thì có công nhân bưng một địa điểm tâm tới. Ngũ Vương Phi bảo nô tỳ đưa sang cho khang quận Vương Phi ạ. À. Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu ngồi đối diện. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu mím cười với nàng, vẻ mặt đầy thiện ý. Thấy ngũ Vương Phi tỏ ra thân thiết với mình như vậy, Lâm Di cũng không ngại thuận theo, kính cẩn gật đầu tạ ơn. Mấy ngày nay ngũ vương gia có thể nói là nhân vật chạm tay tiền bỏng, liên tiếp được Hoàng thượng triệu kiến tới Nam Thư Phòng. Cho nên thấy ngũ vương phi đối đãi với Lâm Di thế này, người bên cạnh đều hâm mộ. Pháo hoa được đốt hết thì Hoàng thượng cũng giá tâm, tất cả lập tức đứng dậy chào đón. Hoàng thượng tươi cười lệnh cho người bên cạnh, thả hoa đăng đi, cầu xin tổ tiên che chờ đại chu ta tết trung nguyên năm nay hoàng thượng có tâm trạng vô cùng vui vẻ cho nên bảo quan viên hàn lâm viện chấp bút viết văn tế rồi nhét chúng vào đèn hoa sen thả xuống hồ thái dịch thoáng cái mặt hồ thái dịch trong vắt yên ả à đã sáng rực lên bởi vô số mọn hoa đang trôi lưỡng lờ hoàng thượng đỡ thái hậu nương nương dẫn theo mọi người đi ngắm hồ tinh tú trên cao dường như đều rơi vào trong hồ, khiến mặt hồ óng ánh hơn cả bầu trời đêm ngắm hoa đang xong hoàng thượng tự tay thả đèn khổng minh, chúc Thái hậu thọ sánh Nam Sơn, nguyện triều đại chu hương thịnh vạn năm. Thái hậu, hoàng hậu và các vị nương nương đều viết câu đố dán lên đèn, cùng vui với nhóm mệnh phụ. Cùng nhân mang phần thưởng ra, chỉ chờ có người đoán chúng là lấy ra ban thường. Ngũ vương phi chơi rất hào hứng, dành trước người khác đoán chúng hai câu đầu. Lập tức được thưởng một thanh ngọc như ý và một cái khóa kỳ lân bằng vàng cực kỳ tinh xảo thái hậu nương nương tươi cười nhìn nàng ta kỳ lân tặng con đây là điềm lành đấy ngũ vương phi thẹn thùng cười tạ ơn sau khi thành thân ngũ tiểu thư ninh bình thật sự rất khác lúc trước biết kiềm chế cũng khéo léo xử sự, sự hơn nhiều chẳng qua nàng ta vẫn không bỏ được tính háo thắng vốn có vì vậy cử thể lấn lướt mấy vị vương phi khác nhóm mệnh phủ cũng được ban giấy bút hiền quận vương phi đoán đúng mấy câu nhưng lại khoanh tay không chịu viết lâm di cũng chỉ cười quan sát qua gần phân nửa thời gian lâm di mới viết đáp án cho một câu hiển quận vương phi cũng chọn giải hai câu cực khó viết xong đưa cho khiến nội thị dâng lên nội thị từ tốn thông báo đáp án trong tiếng cười đùa của nhóm mệnh phụ cùng lúc đó hoàng thượng cầm lời chúc của văn võ bá quan gia bình phẩm thái hậu nương nương vừa ý văn chương của một số người hoàng thượng cười nói mẫu hậu biết chọn thật đây chính là văn của trịnh các lão lại bộ thượng thư trạng nguyên lang và thám hoa lang đây nữ quyền đoán đổ đèn quan văn dưới lầu mua bút lông tết trung nguyên năm nay thật sự vô cùng náo nhiệt hoàng thượng đã mấy lần cười phá lên cũng liên tục hạ lệnh ban thường hoàn toàn đúng với bốn chữ khắp trốn mừng vui trong ngoài bắc hải được canh chừng rất nghiêm ngặt quan viên không ngừng cưỡi ngựa tuần tra bốn phía Hiến quận Vương Phi kéo tay Lâm Di thầm thì, khang quận Vương gia vất vả rồi. Quan võ trong kinh là thế đấy, lễ Tết càng lớn thì càng bận rộn hơn. Hoàng thượng đang trò chuyện với Thái hậu nương nương, nội thị bỗng vội vàng vào bẩm báo. Nghe xong, nụ cười trên mặt hoàng thượng liền đông cứng, trong y lan đường lập tức yên tĩnh lại. Thái hậu và hoàng hậu đều lo lắng nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng đứng dậy, lệnh cho yến hội tiếp tục như bình thường, còn mình thì dẫn nội thị nhanh chóng rào bước ra ngoài. Nhóm nữ quyến quay đầu nhìn nhau, hoàng hậu cho người đi hỏi thăm tin tức, tưởng thị nhân lúc không ai chú ý nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài y lan đường, sau đó quay lại nhỏ giọng nói, bên ngoài có rất nhiều thị vệ, chắc xảy ra chuyện gì đó rồi. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. Hoàng hậu nhỏ giọng nói gì đó với Thái hậu, Thái hậu nhíu mày, Huệ phi ở bên cạnh thì lại lơ đãng liếc về phía muội muội mình là Ngũ Vương phi. Thái hậu khó hiểu hỏi, tại sao lại vào hôm nay? Hoàng hậu đam chiêu, có lẽ là do lễ báo hiếu, người đọc sách đi tế tổ sẽ nhân tiện cúng bái khổng thánh nhân luôn. Thái hậu khẽ sở chén trà trong tay, rời mắt, nói, mấy năm nay hoàng thượng chú trọng khoa cử, liên tục tu sửa miếu không thánh nhân. Các hoàng tử cũng luôn lấy tôn sư trọng đạo làm đầu, địa vị của khổng thánh nhân rõ ràng cao hơn ở thời tiền chiều nhiều, đám nho sinh kia còn náo loạn cái gì nữa nhất định phải có nguyên nhân, nho sinh sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện. Thái hậu sai người đi hỏi thăm rồi hạ giọng bảo hoàng hậu, hoàng để bận việc, thời gian cũng không còn nhiều, kết thúc yến tiệc đi. Hoàng hậu đáp vâng giả, con cũng cho người đi chuẩn bị ngay đây. Thái hậu gật đầu, lâm gì ở bên này cũng nghe được lõm bõm vài câu. Tổ tiên nhân gia từng là nho sĩ nổi danh, có đến hơn trăm đệ tử ở vùng Giang Nam. Lúc tiền triều diệt vong, hoàng thất bỏ chạy tới giang nam thành lập nam trần nhân gia vẫn là một trong số ít trung thần có công phụng dưỡng quân chủ sau khi nam trần diệt vong tổ tiên nhân gia cũng tuẫn táng theo chủ hoàng đế thái tổ của đại chu kính trọng nhân sĩ trung trinh không truy cứu tội của nhân gia song nhà họ lại không chịu vào chiều làm quan giang nam đông đảo nho sinh phần lớn đều từng được tổ tiên nhân gia truyền thụ nho học đệ tử lại truyền lại cho đệ tử mình cư thế tùy nhân ra sống ẩn cư, nhưng thanh danh vẫn không hề suy giảm. Không biết ai đã lan truyền tin hoàng thượng muốn phong hầu bái tước cho con cháu nhân ra ra ngoài. Nho sĩ trong kinh bèn chọn hôm Tết Trung Nguyên biểu tình phản đối, ôm tượng khổng thánh nhân kéo đến Bắc Hải, lấy tiếng là đòi công bằng cho tất cả nho sĩ trong thiên hạ. Hiến quận vương phi lôi kéo lâm di chắc muội cũng biết rồi, người bên ngoài đều nói tin tức do chỗ muội truyền ra hoàng thượng phong cho nhân gia tước trung dũng hầu, cho dù bây giờ nhân phụng trúc không chịu nhận, nhưng chuyến đi biển của cậu ta nhất định sẽ không có đường trở về. Tới lúc đó nếu hoàng thượng vẫn khăng khăng truy phong, nhân gia sẽ không còn lý do gì để từ chối nữa. Mà một khi đã đeo cây mũ trung dũng hầu rồi, nhân gia muốn không xuất lực cho triều đình cũng không lấy được cớ, trừ phi họ muốn bị chém đầu cả họ tộc. Nghe xong, Lâm Di không khỏi căng thẳng, loại tin tức như vậy Ta nào dám truyền lung tung. Nhân ngữ Thu là tiên sinh của nàng, nàng tránh né còn không kịp, làm gì có chuyện tự đưa đầu cho người khác nắm." Hiến Quận Vương phi gật đầu, "Ta biết chứ, nhưng phía muội thân thiết với nhân gia như vậy, Nhân ngữ Thu tiên sinh còn do muội đích thân đưa tiễn khỏi kinh." Nàng ấy vừa nói nhìn về phía Thái hậu và Hoàng hậu, e sẽ có người tin là thật. Hiến Quận Vương phi nói thế đã là nói giảm nói tránh rồi. Việc nàng và nhà họ nhân thân thiết đương nhiên là lý do khiến người ta tin tưởng. Nhưng tin hoàng thượng muốn nhân ra tận trung với triều đình mới quan trọng nhất. Tin này chắc chắn là thật rồi. Đặt hai chuyện này vào cùng một vẻ, lời đồn càng đáng tin hơn. Có người đã sớm biết việc nho sinh sẽ gây chuyện trong ngày Tết Trung Nguyên, cho nên vừa rồi ở tôn thất doanh mới có nhiều người cười mờ ám như vậy. Nàng biết thế nào hôm Tết Trung Nguyên cũng xảy ra chuyện lâm di nhìn hiến quận vương phi không ngờ nho sinh sẽ náo loạn vẻ mặt hiến quận vương phi căng thẳng quận vương gia nhà ta không bao giờ nhắc tới chuyện của nhân gia cho nên ta cũng không rõ nếu hiền quận vương phi biết thì đã sớm nhắc nhở nàng giờ lo lắng có ích gì tưởng thị lấy cớ mời rượu đi tới chỗ hai người nên suy nghĩ tìm cách thoát thân mới đúng trước mắt bao người bị thái hậu với hoàng hậu kêu lên hỏi thì chắc chắn sẽ mất sạch mặt mũi cho nên bằng mọi giá phải tránh. Lâm Di quay tại nhìn Tường Thị. Tường Thị nói, Khang quận Vương Phi vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, giờ tại hứng gió nên thấy khó chịu, để ta thay Khang quận Vương Phi đi bẩm báo với Hoàng hậu nương nương một tiếng, nói tới đây nàng ấy thoảng dừng lại, không còn sớm sửa nữa, bây giờ có về cũng không tính là thất lễ. Muội bị bệnh là chuyện ai cũng biết, cho dù không cho phép muội về, Hoàng hậu nương nương cũng phải đề ngự y bên người trần trị cho muội. Như thế muội sẽ tránh được chỗ đông người thế này. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng và Tưởng thị gặp mặt, nhưng vẻ mặt của Tưởng thị rõ ràng là một công suy nghĩ cho nàng. Chương 194, Kinh Tâm. Hiển Quận Vương phi cũng tán thành, bệnh của Hoàng hậu nương nương có chuyển biến tốt đều là công nhân ngữ thu tiên sinh cả. Đương nhiên Hoàng hậu sẽ nể mặt Khang Quận Vương hơn một chút. Lâm Di lắc đầu, bây giờ ta xin ra về thì chỉ thêm có cho người ta buộc tội nếu bị gọi qua cha hỏi, ít ra ta còn có thể biện bạch. Tưởng thị và hiền quận vương phi liếc mắt nhìn nhau, nghe cũng có lý. Chỉ sợ tới lúc đó muội không thể giải thích suôn sẻ thôi. Tưởng thị nhắc nhở lâm di, giờ mau nghĩ cho kỹ, lát nữa nói ra một mạch, thái hậu sẽ không cho muội quá nhiều thời gian đầu. Tưởng thị vừa nói vừa nhìn một lượt khắp lan đường, trước mắt không còn ai khác có thể nói đỡ cho muội hết tưởng thị muốn nói tới việc hôm nay chu lão phu nhân không đến nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng ấy đã thay đổi chu lão phu nhân không đến cũng chẳng phải là chuyện xấu người ta đã có ý tránh né thì cho dù tới cũng sẽ khó mà nói được lời gì tốt đẹp hoàng hậu đỡ thái hậu nương nương vào trong nghỉ ngơi trước lâm di hít một hơi thật sâu tưởng thị và hiến quận vương phi cũng tỏ ra như không có gì ngồi xuống cạnh nàng tiếp tục nói chuyện phiếm một lát sau huệ phi nương nương tuyên bố tàn tiệc công nhân đi chuẩn bị xe ngựa mọi người chờ ngoãn kiệu của thái hậu nương nương được kiêng tới cửa ngoãn kiệu là loại kiệu được trang bị các để làm ấm như đệm lông lò hương thường dùng trong mùa đông ngoài mặt tất cả đều vờ như hoàn toàn không biết gì thế nhưng chốc chốc lại cứ đảo mắt về phía lâm di ngoãn hiệu không thể đến y lan đường đúng giờ do cửa ra vào bắc hải bị nho sinh chen lấn làm tắc đường theo ý hoàng thượng, để bảo đảm an toàn nên một lát mới đưa Thái hậu nương nương hồi từ Ninh Cung. Cứ như thế, hiển nhiên Thái hậu nương nương không thể không thắc mắc. Nhóm mệnh phụ cố tình tụ tập ở một bên, phía còn lại nếu không có tưởng thị và hiền quận Vương Phi thì Lâm Di thật sự hệt như một chú chim lạc đàn. Thời gian uống cạn chén trà trôi qua, nữ quan đi đến trước mặt Lâm Di hành lễ, khang quận Vương Phi, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương triệu kiến người à chờ cả buổi tảng đá rốt cuộc cũng rơi xuống rồi. Lâm Di từ tốn đi theo nữ quan, sau lưng nàng im lặng không một tiếng đồng. Màn sân khấu kéo ra rồi, Huệ Hòa quận chúa và nhóm hiền quận Vương Phi lo lắng thấp thỏm không thôi, còn mấy người tích cực đổ dầu vào lửa lúc trước thì hăng hái chờ thấy kết quả. Lâm Di đi vào buồng trong, Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên giường êm, đang về chuỗi Phật trong tay, Hoàng Hậu ngồi một bên tiếp chuyện lâm di tiến lên hành lễ thái hậu nương nương cho nàng đứng dậy mặt không biểu cảm nữ quan vội vàng bưng ghế bọc gấm lại lâm di ngồi xuống chờ thái hậu lên tiếng nữ quan khép bình phòng tải bấy giờ thái hậu mới nói bệnh của hoàng hậu đều nhờ thuốc khang quận vương phi dâng lên mới có thể đỡ hơn giọng bà đều đều vẻ mặt cũng thản nhiên không có gì khác lạ hoàng hậu cười tiếp lời nghe nói được thiện khang quận vương phi làm cũng rất hiệu quả hôm nào hãy nói vài công thức cho nữ quan nghe, để ngự thiện phòng làm thử xem sao. Lâm Di vội vàng kính cần đáp, đều là thần thiếp ở nhà tiện tay làm thủ thôi, không dám lấy ra bầy trước mặt nương nương hoàng hậu mỉm cười, lại hỏi Lâm Di về tình hình sức khỏe của chu lão phu nhân và lão thái thái phía Quảng Bình Hầu ra. Lâm Di dành mạch đáp lời từng câu một. Sau đó hoàng hậu nhấp một ngụm trà, sắc mặt hơi căng thẳng, Mấy ngày nay bổn cung nghe được vài lời đồn liên quan đến nhân gia. Hôm nay nhân có người ở đây, cho nên gọi người tới hỏi thăm một chút. Sắc mặt lâm di lập tức thay đổi, dáng vẻ quính quáng, vành mắt cũng đỏ, bầm hoàng hậu nương nương. Ban nãy thần thiếp cũng vừa nghe nói về lời đồn thân thiếp tung tin của nhân gia ra ngoài cho nên. Mới có có sự như hôm nay. Thần thiếp là phân nữ, làm gì có bản lĩnh đó những lời bên ngoài nói thân thiếp còn chưa từng nghe thấy bao giờ nữa là tung tin thân thiệp bái nhân ngữ thu làm tiên sinh sau khi nhận ra vào kinh thân thiếp và tiên sinh rất ít khi gặp mặt nhau đều vì không muốn gây ra thêm điều tiếng nhưng dù sao giữa thân thiếp và nhân ngữ thu tiên sinh cũng là tình nghĩa sư đồ không thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt hoàng hậu nương nương thoáng do dự sao nhân ngữ thu tiên sinh lại vội vã trở về phúc ninh vậy lâm di nhỏ giọng đáp về vấn đề này không biết thân thiệp có nên nói hay không bởi vì thần thiếp cũng chỉ vô tình mới biết được thái hậu nương nương ngước mắt lên hiền từ bảo nàng ngươi cứ nói đi đừng ngại lâm di căng thẳng dùng khăn tay lau chóp mũi sau đó mới kể nhân ngữ thu tiên sinh nhận được thư của người nhà báo rằng nhân lão thái gia sắp vào kinh rồi sức khỏe của nhân lão thái gia vốn không được tốt lãng Tiên sinh lo lắng trên đường xảy ra sơ suất, trong khi ông ấy chỉ dẫn theo vài hạ nhân mà thôi. Thế nên Nhân ngữ Thu Tiên sinh mới quyết định rời kinh để tìm một tiêu cục đi đón Nhân lão thái gia. Thái hậu nương nương hơi bất ngờ, hoàng hậu nương nương cũng kinh ngạc, thì ra là vậy, mà sao Nhân lão thái gia lại đột nhiên vào kinh? Lâm Di tắc đầu, thần thiếp cũng không rõ. Nghe nói Nhân lão thái gia lên đường rời Phúc Ninh từ rất sớm nhưng ngã bệnh dọc đường nên kéo dài tới bây giờ. Thái hậu nương nương chăm chú lắng nghe. Lâm Di nói tiếp, thần thiếp nghe nhân ngữ thu tiên sinh nói, mấy năm nay công tử nhân Phụng Trúc có viết một bộ sơ luật, truyền vào kinh của nhân lão Thái gia lần này có lẽ liên quan đến quyển sách đó. Hoàng hậu nhìn Thái hậu, sau so luật, bình thường sơ luật là sách giải thích về pháp luật đương triều, nói cách khác, nhận ra viết sách này với mục đích báo quốc. Lâm Di nói, Thần thiếp chưa bao giờ dám nói những điều này cho ai khác nghe, nên không biết mấy lời đồn liên quan đến nhân gia ở ngoài từ đâu mà ra nữa. Những lời khang quận Vương Phi vừa nói, Thái Hậu và Hoàng Hậu chưa từng nghe qua bao giờ. Nếu khang quận Vương Phi thật sự tung tin vô tội và có gì lại giấu chặt mấy điều này như vậy? Hoàng Hậu nương nương nói, đã là lời đồn thì vốn không đáng tin. Người có ý thì có lời gì họ không thể lợi dụng đâu trong khi quan hệ giữa trần gia và nhân gia lại dễ sinh ra rèm pha. Lâm Di dùng khăn tay chấm khóe mắt, trước đó vài ngày thân thiếp làm thuốc cho hoàng hậu nương nương, bên ngoài còn đồn rằng thân thiếp và quận vương gia bất hòa. Khiến nhà mẹ của thân thiệp vô cùng lo lắng, tổ mẫu thân thiệp con vì vậy mà sinh bệnh, thân thiếp thật sự là có miệng mà khó giải bày. Có mấy lời không hẳn là quá phức tạp nhưng cũng không phải là đơn giản, không biết nên giải thích thế nào mới on. Không hẳn là quá phức tạp, nhưng cũng không phải là đơn giản. Câu này giống như đang nói về chuyện trong nhà. Tuy không thể đánh đồng chuyện nhà cửa với chuyện triều chính, nhưng trong lịch sử đã từng có biết bao nhiêu quan viên bởi vì nội bộ rối ren mà đường công danh bị hủy hoại. Trường viện Hàn Lâm viện tiền nhiệm cũng vì tiết lộ cho phu nhân biết chuyện triều đình muốn bổ nhiệm ai làm quan tổng binh mà khiến hoàng thượng nổi giận, bị cắt chức ngay sau đó sự kiện này từng xôn xao khắp kinh thành một thời khang quận vương phi sinh ra trong gia đình huân quý hắn biết được lợi và hại của vấn đề này gia chủ làm quan trên triều phải biết giữ kín miệng chủ mẫu ở nhà cũng không thể bất cần mọi người nói đến đây thì nữ quan vào bẩm báo thái hậu nương nương noãn kiệu đến rồi à đường bị nho sinh làm tắc đã được khai thông nội thị hầu hạ thái hậu vội vàng đi sắp xếp thái hậu nhìn lâm di thêm một lần trước khi đứng dậy ngươi còn nhỏ tuổi quản phủ cũng không dễ dàng gì nhưng đừng vì vậy mà sinh ra oán hận chủ mẫu nhà nào cũng thể cả có một số việc cần từ từ học hỏi trưởng bối để rút kinh nghiệm lâm di vội vàng hành lễ đón nhận lời dạy bảo thái hậu nương nương khởi giả trở về từ ninh cung lâm di cũng lui ra ngoài thế nào hiền quận vương phi giúp lâm di lau đi vệt mồ hôi nơi thái dương lâm di gật đầu không bị quở trách nghe vậy hiến quận vương phi mới thở phào nhẹ nhõm làm ta sợ chết đi được giờ chân ta vẫn còn nhũn đây này may mà muội có thể bình yên trở ra cho dù tâm trí bình tĩnh cách mấy tim nàng cũng không tránh khỏi đập thình thịch tay chân lạnh buốt tưởng thị cầm một chén trà nóng lại lâm di nhận lấy rồi nói lời cảm tạ sau khi uống một hớp trà nàng thấy lòng ổn định hơn nhiều lại ngước lên nhìn tường thị không rõ vì sao tường thị cho nàng cảm giác như đã từng quen biết nhưng ngẫm đi ngẫm lại nàng thật sự không có khả năng gặp mặt tường thị giả soát lại tất cả yến tiệc lớn nhỏ từng tham dự nàng cũng chưa từng tiếp xúc với ai giống tường thị tại sao vậy nhỉ trong chính điện của bắc hải nội thị bẩm báo với hoàng đế thái hậu nương nương đã lên đường trở về từ ninh cung ngự liền cũng được chuẩn bị xong rồi à, hoàng thượng có thể bãi giá hồi cung. Hoàng để ngừng đầu lên khỏi chồng tấu trương, bảo nội thị đưa hoàng hậu về trước đi, lát nữa chấm đi sau. Nội thị cùi đầu nhận lệnh rồi chậm rãi lui xuống, trước đó còn khép kín quần nẻo của chắc điện. Điện phụ sát bên cạnh chính điện. Trong đại điện chỉ còn lại trịnh các lão, trường viện Hàn Lâm Viện và nhân Phụng Trúc đã nói lại lời của đám nho sinh bên ngoài cho nhân phụng trúc nghe hết chưa hoàng đế hờ hững hỏi trịnh các lão trịnh các lão đáp vi thần đã thuật lại từ đầu chí cuối cho nhân phụng trúc biết trong đại điện im phăng phắc hoàng đế đặt bút trong tay xuống xoay xoay cổ tay hơi cứng do cầm bút lâu sau đó mới mới ngước lên nhìn nhân phụng trúc hãy nói chẫm nghe suy nghĩ của ngươi về chuyện hôm nay giọng hoàng đế vô cùng bình thản nhưng lại như hàm chứa khí thể của hàng vạn binh sĩ là lỗi của thần dường như hoàng đế cũng không muốn nói ai đúng ai sai chỉ đúng tên vén tấm rèm xanh sau tưng để lộ chiếc kệ chất đầy thư tịch tiện tay lấy ra một quyển khi còn bé trẫm cũng từng ra vào tàng thư các trong cung nghe nói tàng thư các bây giờ vốn là kho riêng của hoàng đế tiền triều trong đó từng cất giấu đầy vàng bạc châu bóng lúc quân đội đại chu ta vào cung mở kho ra bạc trong kho đã biến thành màu đen, chứng tỏ hoàng đế tiền triều cũng không chịu cấy bạc riêng ra làm phí tổn nuôi quân. Hoàng đế đặt quyền sách tại chỗ cũ, đa số phân tích chẫm nghe được đều xuất phát từ hướng nhìn của cá nhân, chưa chắc đã đúng. Nhân ra người từng là trọng thần tiền triều, hôm nay người hãy nói một lời công tâm, có phải thật như vậy không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 195, cơ hội sống. Hoàng đế đứng yên nhân phụng trúc hạ giọng đáp, thần nghe trưởng bối kể. Thời điểm sắp vong quốc, kho riêng của hoàng đế tiền triều quả thật từng được mở ra lấy bổ sung quân lương, nhưng số bị nội thị trong cung lén lút trộm mất thì nhiều hơn. Ngọc kép, hoàng đế ngắt ngang, chấm cho xây một phòng khắc ấn trong vụ anh điện ở Tây Hoa Môn. Tất cả sách trước khi in khắc hay sao chép đều phải được chấm duyệt mới được phép tiến hành. Những sách mà người xem mấy ngày nay, trầm đều đã nhìn qua nghe hoàng đế nói vậy nhân phụng trúc càng thêm kính cẩn thánh thượng chuyên cần chính sự xưa nay hiếm có hoàng để cười khẽ người cũng khéo miệng đấy ông xoay người lại ánh mắt uy nghiêm thăm thẳm như đầm sâu thế rồi ông bỗng gàn giọng nói chẫm hận không thể giết toàn bộ người nhân ra chân nhân phụng trúc mềm nhũn lập tức quỳ xuống thần có tội đương nhiên ngươi có tội hoàng để phất tay ra hiệu cho nội thị mang một chồng văn thư cao mất đến sau khi triều đại Chu được thành lập, bắt đầu từ đời Thái tổ đến đời của Thành tổ và Cao tông, đời nào cũng có tấu chương chỉ trích việc nhân gia ngươi mãi lưu luyến tiền triều, không chịu thành tâm quy thuận Đại Chu. Người nhân gia tùy chọn sống ẩn cư nhưng lại mang lòng chống đối triều đình, lôi kéo nho sĩ giang nam bắt trước mình. Thời tiền triều, thí sinh tham gia khoa cử hàng năm có hơn phân nửa là người giang nam, song đến bản triều, thí sinh giang nam lại chẳng đếm được mấy người trong đó có công không nhỏ của nhân gia ngươi. Hoàng để cầm lấy một bản tấu chương ném xuống dưới chân nhân phụng trúc, thái tổ có gì huấn, hoàng đế triều đại chu ta không thể xé bỏ tấu chương. Bản tấu chương này chính là bản bị cao tông hoàng đế xé rồi được nội thị xếp dán lại, cao tông hoàng để khoan dung mà vẫn phẫn nộ đến nhường ấy khi đọc tấu chương này, nếu đổi lại là gã hoàng đế vong quốc kia của tiền triều, nhân thị ngươi đã diệt vong từ đời nào rồi. Nói tới đây, hoàng để thoáng dừng lại nếu muốn giết người thì ta đã làm từ lâu cũng không cần tìm một lý do đường hoàng như trong lời đám nho sinh bên ngoài kia chẳng qua bây giờ giết ngươi làm gì chẳng bộ công ta muốn khiến các ngươi mở to mắt ra mà nhìn để các ngươi nhận ra rốt cuộc mình thiền cận đến mức nào khư khư ôm mãi danh hiệu nho sĩ nhìn qua như trung quân báo quốc nhưng sự thật thì là ngu xuẩn đến cùng cực rồi ông lệnh cho nội thị dẫn nhân phụng trúc theo chấm lên đoàn thành. Đoàn thành thuộc Bắc Hải, nằm trách về phía tây nam của Bắc Kinh, là khu vực có những bức tường đá to lớn, các đài, tháp và tượng Phật. Hoàng để đi đến đoàn thành, nhân phụng trúc cúi đầu cẩn thận theo sau, lúc bước nửa chừng bậc thang thì hụt chân hơi lảo đảo, nội thị vội đưa tay ra đỡ, Hoàng để mặc kệ đi tiếp, trên mặt thoáng nụ cười lạnh. Đoàn thành khá cao, đứng trên đây sẽ thấy được toàn bộ Bắc Hải, cũng có thể nhìn thấy kinh thành ở xa xa. Nhân phụng trúc, Giang Sơn này có từng thay đổi sao? Đất đai này, bách tính nơi này có từng thay đổi vì sự xuất hiện của triều đại chu sao? Những thứ này chưa bao giờ khác đi cả, chẳng qua đến bây giờ mọi người vẫn không thấy rõ thử mà nhân ra các ngươi đang theo đuổi thôi. Nghe được câu này, nhân phụng trúc vội vàng quỳ xuống, thần ngu muội Có vì biết sao chấm lại phong người làm trung dũng hầu không? Nhân phụng trúc dập đầu đáp, hoàng thượng muốn khiến thần tự thấy hổ thẹn. Hoàng để cười khẩy, may người vẫn còn tự biết, không uổng danh tài tử của mình. Những ngày qua nhân phụng trúc đi theo bên cạnh hoàng đế, biết được mỗi ngày trời chưa sáng hoàng đế đã đến nam thư phòng, đêm xuống người trong cung đều đã ngủ, hoàng đế vẫn còn phê duyệt tấu trương, chỉ tính phần chuyên cần chính sự thì đã hơn hoàng để tiền triệu mấy trăm lần. Y đã hoàn toàn khuất phục, chẳng qua trung bên hiếu khó thể toàn vẹn. Hôm qua đã nghe những lời Khang Quận Vương nói, bây giờ lại được nghe một màn thuyết pháp như vậy của Hoàng đế, rồi lại so sánh hành động ôm tượng khổng tiên sinh gây sự của nho sinh trong kinh vì nhân gia, không khỏi thấy xấu hổ. Tài tử Giang Nam các ngươi không nguyện ý nghe theo lời hiệu triệu của triều đại chu ta, nhưng cả ngày vẫn tụ tập với nhau, ngông cuồng bàn về chính sự. Hoàng để đi đến bên cạnh nhân phụng trúc, cúi đầu nhìn y, đây chính là cách các ngươi lo cho nước lo cho dân kẻ không thật sự làm việc cho bách tính thì không có tư cách mở miệng nói về nước nói về dân dứt lời ông xoay người rời khỏi đoàn thành không hề quay đầu lại lần nào nhân phụng trúc Củi đầu lời này của hoàng đế giống hệt lời khang quận vương từng nói với y mấy năm trước hoàng thượng thần nguyện các cung tận tụy cho triều đại chu đến chết mới thôi hoàng đế vẫn không dừng bước càng đi càng xa Lâm Di trở tại phủ Khang quận vương, cũng mama ra đón nàng, cuối cùng quận vương phi cũng về rồi, làm nô tỳ co lắng quá chừng. Phủ Quảng Bình hầu đã sai người sang hỏi mấy lần, bà lại nghe nói bên ngoài có nho sinh nhiều loạn, trong lòng càng thêm sợ hãi. Lâm Di thay y phục, rửa mặt sạch sẽ, tháo gỡ châm vòng xuống hết, giờ mới có thể thở phào. Cùng mama vẫn đợi nàng mở miệng. Lâm Di mím cười, ta không sao cho người sang phù Quảng Bình hầu báo một tiếng đi. Nghe thể cùng mama mới yên tâm nói, "Nô tỳ cho người đi ngay đây. Trải qua đêm nay, thế nào cục diện cũng sẽ thay đổi." May mà Chu Tập Cửu nhớ tới Nhân Phụng Trúc vẫn đang biên soạn so luật, nhờ vậy mới bảo toàn được mạng cho Nhân Phụng Trúc. Tuy không dễ dàng, nhưng thật sự phải nói là cũng nhờ sự cố chấp của Hoàng thượng dành cho nhân gia. Hoàng thượng khăng khăng muốn khuất phục Nhân Phụng Trúc cho nên mấy ngày nay vẫn luôn để y bên cạnh mình. Thay vì dùng quyền lực khiến một người chết, chi bằng khiến người đó hoàn toàn phủ phục dưới chân mình. Nhờ theo đuổi tôn chỉ này mà hoàng thượng được coi là minh chủ, và cũng vì vậy nhân phụng trúc mới có thể sống sót, gia tộc họ nhân mới được bảo toàn. Về những lời đồn liên quan đến nhà họ nhân mấy hôm nay. Hôm điểm danh hại nhân mới vào phủ, Chính Lâm Di đã cố tình để bọn họ nghe được đoạn đối thoại giữa mình và nhân ngữ Thu Tiên Sinh, muốn thử xem bọn họ có mớm tin cho Chu lão phu nhân và chân thị hay không. Nếu chẳng có gì xảy ra thì thôi, bằng không, một cô gái nhỏ như nàng, bản lãnh khác không có, nhưng để bảo vệ cái nhà này, có thù tất báo chính là Kim Chỉ Nam phải theo. Bấy giờ Đồng Ninh tôi nói, đêm nay quận vương gia phải trực nên sẽ không hồi phủ à? Lâm Di Sai quất hồng lấy áo choàng gầm màu xám xanh của Chu Thập Cửu đưa cho Đồng Ninh. Đồng Ninh vui vẻ cầm đi. Cũng ma ma cũng đi bảo người gác cổng cài chốt cửa. Nhà môn thống lĩnh binh bộ thẳng tay chân áp nho sinh, trói cổ mấy tên đầu tĩnh nhốt vào đại lao. Hoàng để xử lý chính vụ xong, chuẩn bị rời khỏi nam thư phòng thì nội thị bên cạnh bước lên, nhỏ giọng báo cáo, đã đưa nhân phụng trúc về phòng rồi à. E rằng đêm nay sẽ khó ngủ. Hoàng để ném Ngọc Long trong tay cho Nội Thị vuốt phẳng tay áo lại, cũng nên để hắn có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Nếu vẫn nghĩ không thông, vậy coi như nhân ra hết đường cứu. Ngọc Long là miếng ngọc hình rồng cuộn theo chữ C, điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, thường được dùng như một biểu tượng của tôn giáo hay đồ dùng trong các buổi lễ cung tế. Nội Thị vội cúi đầu theo Hoàng để ra ngoài, chờ Hoàng Đế ngồi lên bộ liễn, Nội Thị mới hỏi hoàng thượng muốn về dưỡng tâm điện hay bộ liễn là phải ngồi do công nhân khiêng đi hoàng để khép hờ mắt dưỡng thần hồi lâu sau mới hỏi bên cảnh nhân cung còn sáng đèn không thưa còn nội thì lập tức nói hay để nô tài đi trước thông báo một tiếng hoàng để gật đầu nội thị vội vàng sai người đến cảnh nhân cung báo tin một lát sau hoàng hậu nương nương đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa ra vào nghênh đón thánh giá nhìn sắc mặt của hoàng thượng tốt hơn mấy ngày qua nhiều, hiển nhiên cơn giận trong bụng đã phát tiết được ít nhiều rồi, vậy mà đầu nhân phụng trúc vẫn còn trên cổ, đúng là không thể ngờ. Hoàng hậu cho công nhân bày một bàn tiệc nhỏ trên đại kháng gần cửa sổ. Hoàng đế tựa lưng vào gối suy tư, cả buổi sau mới ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, hôm nay y lan đường náo nhiệt chứ. Náo nhiệt lắm à, hoàng hậu tự tay châm trà, cười thản nhiên, Thái hậu nương nương khen pháo hoa rất đẹp, đổ đèn năm nay cũng rất thú vị. Vật ban thưởng mà Thái hậu nương nương, Huệ phi, Đức phi và Thục phi muội muội chuẩn bị chẳng còn thừa lại món nào. Nghe thấy vậy, trên mặt hoàng đế thoáng ý cười, nàng thì sao? Hoàng hậu hơi cúi đầu, mặt thoáng ửng hồng, còn phải xem có bị đoán trúng hay không. Nữ quan bên người hoàng hậu nghe thể liền rón rén đi xuống, nháy mắt sau đã mang một cái hoa đăng tới hoàng để ngắm nghía chiếc hoa đang được chế tác cực kỳ tinh xảo một lúc mới đứng dậy được vậy để chậm đoán thử xem hoàng hậu vui vẻ ra mặt nhưng khi đi đến chỗ khuất nụ cười trên mặt bà lại hơi nhạt đi thời trẻ phu thê đối đãi nhau bằng thành tâm trải qua nhiều năm thế sự đổi thay tình cảm đó chỉ còn dùng để tự vệ mà thôi bây giờ bà và nhân gia không khác gì nhau cả lấy giấy bút tới đây hoàng đế bỗng tràn đầy hứng thú ngọn nến trong cảnh nhân đảo một cái, dường như muốn khiến cả cung điện sáng bừng theo. Không khí thoảng thoảng hương hoa lê, rèm trường vàng buông rũ. Nội điện như khô nóng hơn ngày thường, bóng người sau màn mài miết quấn quýt nhau, thật lâu sau mới yên tĩnh lại. Sau khi công nhân đổi đệm chăn sạch, để hậu lẳng lặng nằm xuống chờ yên giấc. Chẳng rõ có phải vì đang trong lúc sống lại cảm xúc thời niên thiếu hay không mà Hoàng để lại nhắc đến chính sự, điều mà ông rất ít khi làm lúc ở bên hoàng hậu bên ngoài ầm ĩ như vậy trong y lan đường có bị ảnh hưởng không sao lại không ạ à? hoàng hậu thuật lại mọi chuyện cho hoàng để nghe giờ lửa đã đốt tới trên đầu khang quận vương phi rồi nếu không ngăn lại thì e chẳng mấy chốc nữa thân thiếp cũng sẽ bị kéo vào luôn cho mà xem dầu gì thân thiếp cũng từng triệu kiến nhân ngữ thu hoàng để nhắm mắt lại đây là lần thứ hai trăm nghe thấy tin đồn liên quan tới khang quận vương phi hoàng hậu nói từ trước đến nay lời đồn luôn thật giả khó phân biệt không hẳn nếu mọi thứ đều bày ở trước mắt thị phi đúng hay sai chỉ liếc mắt liền phân biệt được ngay thôi bây giờ khang quận vương đã đứng về phía ông hay là tù điều động chu nguyễn cảnh xem sao ông cũng muốn nhìn kỹ vị biểu huynh đệ này một chút hoàng đế thản nhiên nói nàng có biết có những ai đứng ra nói giúp cho nhân ra không đây không phải là một câu hỏi hoàng đế chỉ muốn bà im lặng lắng nghe thôi ngoại trừ trịnh các lão thì còn có tên thám hoa lang trước đó cậu ta bị kéo vào vụ án gian lận khoa cử bị giam trong mục song vẫn không chịu khuất phục về sau thì lại thì đậu thám hoa trải qua biến cố lớn như thế mà cậu ta vẫn giữ được tính chính trực ngay thẳng như vậy đúng là không ngờ trong một lần cậu ta trực ở nam thư phòng trẫm tình cờ hỏi ý kiến cậu ta không ngờ cậu ta lại dám nói thay cho người nhà nhỏ nhân cho dù là vì xã tắc của triều đại chu nhưng cũng phải công nhận lá gan của cậu ta thật sự không nhỏ chút nào thật lâu sau hoàng hậu mới nói thần thiệp chúc mừng hoàng thượng lại có thêm một thần tử chính trực trung thần khó gặp nên dẫu giận đến mức muốn giết thì cũng phải nhìn đây chính là câu cao tông hoàng đế từng nói lúc còn tại thế trong khi số hoàng để hiểu biết đạo lý này đã ít càng ít hơn hoàng để vỗ vỗ hoàng hậu mệt nhọc cả ngày rồi chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi. Hoàng hậu tuân theo nhắm mắt lại. Đêm qua A Lâm Di ngủ rất say, lúc mở mắt ra, người nào đó đang mân mê các món tay nàng, dùng bề mặt nhẵn mịn của chiếc nhẫn ngọc xanh biếc cỏ cọ mờ u bàn tay nàng, dường như đang lẳng lặng cho nàng tỉnh lại. Chu thập cử thức trực suốt đêm, nhưng trên mặt không hề có bất kỳ dấu vết mệt mỏi nào. Lâm Di muốn rụt tay lại. Xuyệt, Nguyễn Nguyên đừng động đẩy, sắp bắt được rồi. Nghe vậy Lâm Di mới thôi, tiếp tục nằm im. Bên ngoài dần sáng lên, không biết là ai đã đặt một mặt gương nhỏ trên bể cửa sổ, nên ánh nắng được phản chiếu dọi thẳng vào phòng. Chu thập cửu kéo tay Lâm Di dơ về phía trước, dưới ánh mặt trời, các món tay nàng trông ấm áp mà mềm mại. Một chú chim tước đáp xuống đậu trên bể cửa sổ, đưa cặp mắt tròn xoe tò mò nhìn quanh, tay Lâm Di tiếp tục duỗi về phía trước, đốm năng rơi gọn vào lòng bàn tay nàng trông như là nàng vừa bắt được nắng vậy phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn